ấy luôn. Nè các bạn thấy không, mình có nguyên một thùng sticker luôn. Bữa trước á mẹ mình biết mình mua hơi ít, bây giờ mua nguyên thùng cho mình luôn rồi nè. Đó, nhìn sticker đẹp, còn có khủng long nữa. Đó, đẹp thiệt, thích mắt. Ủa, này không tin sớm quá vậy? Đúng rồi, cái này gì vậy hả? Cái bà bán nhưng cái này ở trước cổng trường nhưng mà vô sớm mới mua. Thùng gì vậy? Thùng này thùng sticker nè. Đó, sticker khủng long nhiều này. Quá ha, nguyên một thùng luôn. Đó, mà hôm nay mình không có mua sticker nữa, mình được mua kẹo này chứ tệ. Ủa, đẹp hai bịch luôn á nha. Đó, mẹ coca với cái này là hình như có trứng trong này nữa nè. Ngon chưa, ngon chưa? Đó, ngon vậy. Nè, hôm nay mình có nhiều sticker lắm á. Mình rất là thích ăn kẹo. Hay là bây giờ hai đứa mình đổi chân rau đi. Thôi, đâu có được. Bạn chơi đi, còn mình là cái này của mình, mình sẽ ăn. Thôi mẹ, nè, một sticker đẹp chưa? Thôi. Ơi, rồi mình còn có sticker công chúa bán nguyên cái lon nữa nè. Quý lắm không? Thôi cuối tuần mẹ mình mới đi siêu thị để mua đó. Được đâu, mình ăn chưa đủ nữa mà. Nè, đó đi. Hay là mình đổi đi. Hoặc là chúng ta ăn chung đi. Thôi, ăn chung sao được. Em mùa dịch Covid nè. Hay là giờ bạn đổi cho mình một bịch, hay là một miếng và một mẫu sticker đi. Thôi cũng được các bạn, mình sống mà phải biết chia sẻ chứ. Cho mình lựa mẫu sticker nha. Rất là nhiều mẫu đẹp. Được. Mình sẽ lựa cái bộ B này. Thôi mình lựa hai. Nhiều cái đẹp quá à. Có khủng long là các bạn coi, mình lựa khủng long với cái bộ này. Hai bộ bự luôn. Hai bộ bộ là bằng một cái này luôn á. Cho bạn bị Coca Cola nè. Mình ăn cái này nhiều rồi, cho mình ăn chung nhẫn thôi. Không, ăn này đi. Thôi, mình cũng phải chia sẻ chứ đúng không các bạn. Bây giờ Thái Linh nói cái này là nhẫn hả? Ờ cũng đúng ha. Thế mình xếp cái bịch này ra ăn ha. Bịch này bạn mang về nhà đi. Ờ cũng được. Cái kéo được các bạn. Đây. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy nhẫn mà có trứng luôn đó. Lạ gì. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Ủa các bạn ơi, trong này có một cái nhẫn nè. Rồi có hình trái tim nữa, trứng nữa, là trời dễ thương chưa các bạn. Đây, bây giờ mình chơi trò chơi chiên trứng đi. Mình có cái gì nè. Cái nhẫn này để mình đeo vô coi chừng nào nó xong. Nè, đây là trứng ạ. Trứng ạ. Giờ mình để thanh xuân để đeo nhẫn. Đúng rồi. Có chai coca nữa các bạn. Xuống coi, xuống. Rồi, quá lố rồi. Có coca nữa các bạn. Mình thấy có coca, à ha. Đúng như bé à. Trời ơi, bộ bộ gì đâu dễ thương vậy. Bộ này lạ quá. Nè, các bạn ơi, đây là trứng nè. Đây, cái cách ăn là chúng ta sẽ ăn lòng đỏ trước. Rồi, cái này gỡ ra đừng sẽ cắn. Cái lòng này nó chua. Đó. Kẹo mà sao chua được. Mình sẽ ăn cái một lần lòng trắng. Như mắt hoa lồ vậy. Lòng trắng thì giống như mắt hoa lồ á. Các bạn ơi, trước tay, vui điểm. Cái tim đi, mình sẽ ăn cái tim một cam. Mình ăn con gummy bear. Con gummy bear này màu vàng rất là đẹp nha. Ăn cái đầu nó lứt. Quá ngon các bạn ơi. Nó siêu ngọt luôn. Còn cái này hơi cứ cua xíu. Giống bị chanh á. Ủa, hết trứng rồi. Thấy chưa, bạn ăn nhiều quá, bịch này của mình mà. Giờ mình mới nhớ ra. Không. Trời ơi, nãy giờ quên các bạn cũng nhớ nên ăn chung à. Bạn có bịch này không ạ? Trả cho mình cái khay. Không. Thôi học bài. Ăn hết bịch của mình luôn. Hết trứng rồi. Bạn ăn hai cái mình mới ăn có cá nữa nha. Thôi, cái chai này ngon thì ăn cho mình miếng đi. Ăn muối các bạn hả? Ngon quá. Bạn cứ gì về, cứ gì về. Cảm thấy gớm quá cái lỗ này nha. Hôm nay tao trực nhờ có mà thấy một đống này là trừ điểm bàn của mình đó. Biết rồi. Mình sẽ ôm sticker đi về các bạn. Ủa?